đàn ông keo kiệt sáu thứ này tương lai càng thuận lợi giàu sang. Kính thưa quý vị, thông thường người ta hay có xu hướng ghét những kẻ tính toán chi li và thích những người rộng rãi hào phóng. Thế nhưng không phải lúc nào hào phóng cũng là tốt. Sự hào phóng cần phải đặt đúng lúc đúng chỗ thì mới có ý nghĩa và thể hiện được giá trị của nó. Từ xưa đến nay, hào phóng luôn là một đức tính tốt. Tuy nhiên có những thứ phải ki bo một chút mới có lợi. Đặc biệt, đàn ông khi giao tiếp với người khác có 6 điều bạn càng keo kiệt thì cuộc đời càng tươi sáng. 1. Keo kiệt với thời gian. Có người từng nói, mặc kệ ngày của bạn trôi qua thế nào thì trái đất vẫn quay tròn như hàng triệu năm trước. Mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, thời gian cũng chẳng vì ai mà chậm lại một phút một giây nào. Thời gian là tài sản quý nhất của mỗi chúng ta, vậy mà nhiều khi ta lãng phí. Người ta thường để lên bàn cân đong đo đếm về tiền bạc và thời gian. Nhưng hãy nhớ rằng, tôi và bạn luôn có thể kiếm được lại được tiền, có thể tích lũy nó, nhưng sẽ không bao giờ lấy lại được thời gian. Chúng ta thường cảm thấy tiếc nuối, đau buồn khi mất một số tiền, nhưng lại mỉm cười tạc lưỡi cho qua đi khi mất một khoảng thời gian lớn. Người xưa thường có câu nói ví von rằng, thời gian cũng giống như tuyết mùa đông trên bãi cỏ mùa hè, thời gian đã qua là thời gian đã mất. Chính vì vậy, chúng ta cần trân trọng quý thời gian của chính mình, cũng giống như người xưa dân dạy rằng, thời gian một ngày là thứ được chia đều cho tất cả mọi người. Việc chúng ta sử dụng thời gian ra sao sẽ quyết định cuộc sống và tương lai của chúng ta sau này sẽ như thế nào. Nếu chúng ta quá thoải mái với chính mình trong việc sử dụng thời gian, dùng một cách phung phí và không cân bằng được khi dồn toàn bộ quý thời gian của mình có vào việc ăn chơi hưởng thụ hay tốn thời gian với những việc mà những người không xứng đáng, thì rất dễ khiến bản thân rơi vào tình cảnh khốn đốn, khó xử vô cùng trong tương lai. Và hơn cả thế, việc bạn chỉ biết chờ đợi cũng là việc lãng phí thời gian nhất trên cuộc đời này. Ta thường nghĩ đợi một chút không có gì to tát cả. Kỳ thực một giây, hai giây, rồi khi tích tụ lại, chúng ta đã đợi không biết bao nhiêu năm, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian đời người. Mà đời người lại có những thứ không thể đợi. Niềm vui không thể đợi, bởi vì khi khoảnh khắc ấy qua đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Sức khỏe không thể đợi, bởi vì khi sức khỏe không còn nữa thì đời người cũng sẽ chẳng còn gì cả. Giáo dục không thể đợi, bởi vì khi cây con bị mục nát, lớn lên rồi rất khó phát triển bình thường. Hiếu thuận không thể đợi, vì khi cha mẹ mất rồi thì có muốn hiếu thuận cũng chẳng còn cơ hội nữa. Tình bạn không thể đợi, bởi vì khi tình bạn trở nên tẻ nhạt rồi, muốn hàn gắn lại là điều không thể. Đời người vội vàng, vội vàng vàng, đừng để lại những điều hối tiếc, nắm chắc thời gian mà nỗ lực hết sức mình mới là điều quan trọng nhất. Trân trọng duyên phận, trân trọng từng cơ hội, khoảnh khắc được sống, trân trọng thời gian cũng chính là trân trọng sinh mệnh của bản thân. 2. Keo kiệt chuyện tình cảm. Tình yêu chia làm 4 loại, đó là sai người sai thời điểm, sai người đúng thời điểm, đúng người sai thời điểm và đúng người đúng thời điểm. Chắc chắn ai cũng muốn tình yêu của mình là loại thứ tư, đúng người đúng thời điểm. Thật hiển nhiên thôi, ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Người thích hợp với bạn gặp vào thời điểm không thích hợp thì cuộc tình chỉ là một tiếng thở dài tiếc nuối. Người thích hợp gặp vào thời điểm thích hợp chính là hạnh phúc cả đời. Và khi ấy, bạn mới hiểu tại sao bạn và những người khác không có kết quả, thậm chí là không có bắt đầu, bởi những người khác ấy đều không phải là người dành cho bạn, không phải là người bạn nên chờ đợi. Yêu một người cũng giống như trồng một cái cây đợi ngày hái quả. Có người hăng hái chăm bẵm hàng ngày, nhưng khi quả vừa ra chưa kịp chín đã vội vàng ngắt khỏi cây, kết quả là mặn chát, không ăn được. Có những người mới gặp đã yêu chết đi sống lại, đến khi phải cùng quyết định một việc hệ trọng thì lại chợt nhận ra lẽ sống của mình và đối phương quá khác biệt, không thể xung hòa nổi. Kết quả vẫn phũ phàng. Bởi vậy mới nói, người ta càng dễ dãi với tình yêu thì họ sẽ càng thất vọng vì tình yêu đó. Người ta thường bỏ qua việc tìm hiểu người khác thật kỹ càng rồi mới nhận lời ở bên. Tình cảm là thứ chân quý của mỗi người. Chính vì vậy, khi trao tình cảm cho bất cứ ai, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng. Vì khi chúng ta trao đi tình cảm, tức là chúng ta cho người đó quyền được làm đau mình. Sau đó, hãy thật keo kiệt và trân trọng khi trao tình cảm đi.
Đừng vội vàng đưa ra quyết định khi chưa cân nhắc kỹ lưỡng. Có như vậy, cuộc sống sau này của bạn mới nhẹ nhàng, không bận lòng vì bất cứ mối nhân duyên nào. 3. Keo kiệt chuyện tiền bạc. Rất nhiều người đến hiện tại vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm với việc keo kiệt trong chuyện tiền bạc, vì cho rằng việc này khiến người đó trở nên tằn tiện, sống ki bo và khó hòa đồng với mọi người. Tuy nhiên, vấn đề keo kiệt chuyện tiền bạc cũng được chia ra nhiều dạng khác nhau. Có những vấn đề liên quan tới tiền bạc càng keo kiệt bao nhiêu lại càng tốt bấy nhiêu. Phương diện thứ nhất, đừng bao giờ tùy tiện cho người khác vay tiền. Có những thứ tiền có thể cho vay đi, chẳng hạn như tiền cứu mạng, tiền nuôi con ăn học. Những thứ tiền này khi cho vay đều là đang tích đức cho mình. Nhưng có những thứ tiền không thể nào tùy ý cho vay như vậy được. Nếu không được, sẽ lại rước họa vào thân. Chẳng hạn như cho những người không biết cảm ơn, không giữ chữ tín hay muốn tiêu tiền vào mục đích không chính đáng. Cho người không giữ chữ tín vay tiền chẳng khác nào cầm bánh bao ném chó, một đi không trở lại. Cho người không biết ơn vay tiền chẳng có chút lợi ích nào cho bản thân. Đợi tới lúc mình cần tiền, cần đòi họ, nói không chừng sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai bên, tự rước họa vào thân. Cho người vay tiền để tiêu vào mục đích không tốt, nhiều khi đó không phải là giúp mà là đang hại họ. Vì vậy, khi cho vay tiền, nhất định phải hiểu con người đối phương cũng như mục đích dùng tiền của họ, nghĩ kỹ rồi hãy đưa ra quyết định. Phương diện thứ hai, đừng tiêu tiền vào những việc vô ích. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp rất nhiều người giàu có nhưng chỉ tiêu tằn tiện hay bị gọi là keo kiệt, bùn xỉn và ki bo. Ngược lại, những người bình thường thậm chí là túng thiếu lại chi tiêu hào phóng rất rộng lượng và mạnh tay khi thanh toán. Ví dụ như một người bạn nào đó có gia cảnh giàu có lại ăn mặc giản dị, dùng điện thoại cũ, ăn quán ven đường, thích đi mua hàng giảm giá. Một người gia cảnh bình thường lại liên tục thay điện thoại đời mới, thích mua đồ hàng hiệu, ăn uống ở những nơi sang chảnh. Kỳ thực, đại đa số thời điểm chúng ta chỉ có thể chứng kiến bề ngoài của một người mà không thể hiểu được bản chất bên trong. Lý do giúp một người thường trở nên thành công không chỉ cần sự may mắn mà còn nhờ năng lực tài chính hơn người. Đối với họ, rất nhiều khoản chi tiêu là không cần thiết, rất nhiều khoản tiền có thể bớt lãng phí. Trong mắt họ, đó không coi là ki bo mà là tiết kiệm, là kỹ năng tích lũy tài phú mà ai cũng cần có trong đời. Phương diện thứ ba, đừng đâm đầu vào mấy vụ đầu tư không đáng tin cậy. Có những người đàn ông cứ có chút tiền là ngay lập tức lao vào mấy vụ đầu tư mạo hiểm, không thèm tìm hiểu kỹ càng, thấy người thân bạn bè giới thiệu là ngay lập tức rung rinh, không nhìn được theo người ta làm tới, sợ không làm thì sẽ thiệt. Đầu tư luôn tồn tại mạo hiểm, huống hồ có những người ngoài mặt nói là giúp chúng ta kiếm tiền, nhưng thực chất là cũng đang chụp lợi cho mình. Nếu hoàn toàn tin tưởng họ, đầu tư vào những kênh hay hạng mục không đáng tin, vậy thì chuyện phá sản chỉ là chuyện sớm chiều. Khi muốn đầu tư, hãy dùng tới cái đầu lý trí của mình, suy nghĩ nghiêm túc xem có đáng hay không, xem liệu mình có gánh được mạo hiểm hay không. Nhiều khi hào phóng là một kiểu phong độ, nhưng nhiều khi nó cũng là một sự xuẩn ngốc. Người thông minh là người biết tiếc tiền, yêu tiền và dùng tiền, chứ không dùng tiền cho mấy việc vô bổ. Có những chuyện đáng để hào phóng, nhưng cũng có khi nên ki bo, hãy ki bo. Cái vấn đề sĩ diện nó chẳng liên quan gì ở đây cả. Tiền đối với một gia đình nhiều khi chính là cảm giác an toàn, là cảm giác hạnh phúc. Vì vậy đừng bao giờ tiêu tiền cho những chuyện không đáng, đừng bao giờ lãng phí tiền bạc. Có vậy cuộc sống mới thoải mái hơn. 4. Keo kiệt với những lời nhờ vả. Giữa người với người không thể tránh khỏi những lúc phải nhờ vả lẫn nhau. Khi bạn khốn khó cần tôi giúp đỡ, sau này tôi gặp trục trặc cũng sẽ cầu cứu bạn. Đó là chuyện thường tình. Tuy nhiên, có một số người mặc dù rất bận rộn hoặc khả năng có hạn, nhưng vì sĩ diện, vì ngại nên luôn không biết cách từ chối người khác. Kết quả là dẫu cho trong lòng họ rất khó chịu thì cũng đành không tình chẳng nguyện mà đi giúp đỡ người ta. Và đã có lần một thì ắt có lần hai, lần ba. Cứ như vậy, bạn bất đắc dĩ trở thành công cụ đắc lực cho họ mà không cách nào thoát ra được. Người ta sẽ nhớ ngay ra bạn khi khó khăn, nhưng những lúc vui vẻ thì chưa chắc đã nghĩ đến bạn đâu. Hãy nhớ rằng, bạn càng ngại từ chối thì người ta càng mặc kệ cảm xúc của bạn,
bạn càng nhượng bộ thì người ta càng được nước lấn tới. Bạn nên là một người tốt, nhưng đừng là một người tốt quá đà. Đôi khi học cách từ chối cũng là một kỹ năng cần thiết để giúp bạn được tôn trọng trong đời sống. 5. Keo kiệt với những lời hứa hẹn. Nhiều người thường đem lời hứa đặt trên chót lưỡi đầu môi, luôn rộng rãi ban phát khắp mọi nơi mà chẳng cần biết liệu mình có thực hiện được hay không. Họ chẳng qua chỉ muốn xoa dịu người khác trong chốc lát mà thôi, chứ bản thân thì chẳng thèm để ý đến những gì đã xảy ra. Những người kiểu này ban đầu có thể nhận được sự hoan nghênh của đám đông vì luôn nhiệt tình, xông xáo trong mọi chuyện. Tuy nhiên, việc cứ mãi nhận được toàn lời hứa suông khiến cho những người xung quanh cảm thấy mất lòng tin, thậm chí là chán ghét dần đều. Và rồi họ cứ từ từ tách ra. Cuối cùng là mối quan hệ giữa hai bên đương nhiên sẽ chẳng đi đến đâu rồi. Trước khi hứa hẹn điều gì đó, hãy nghĩ thật kỹ xem liệu mình có thể làm được hay không, có chịu được trách nhiệm với lời nói của bản thân hay không. Đừng vì thể hiện hay muốn úi xùi cho qua mà tùy tiện hứa bừa. Bất kể là với ai, hãy giữ lấy chữ tín, bởi không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân luôn nói, lời hứa đáng giá ngàn vàng đâu. 6. Keo kiệt với việc nuông chiều chính mình. Việc tự nuông chiều bản thân nếu không có phương pháp quản lý nghiêm ngặt sẽ trở thành con dao hai lưỡi, tự làm tổn thương chính mình. Với những người nuông chiều bản thân thái quá, dễ khiến chúng ta tự thỏa hiệp với sự lười biếng và những ham muốn của bản thân. Từ đó dễ khiến chúng ta buông lỏng bản thân, dần dần để mặc bản thân trượt dài trong sự trì trệ, bị động và thất bại. Việc không keo kiệt mà mặc sức buông thả, nuông chiều bản thân khiến chúng ta đánh mất nhiều cơ hội quý báu trong đời. Nó khiến chúng ta hối hận vô cùng khi quay đầu nhìn lại những cơ hội đã trôi đi mất. Nhưng khi nó, tất cả đã quá muộn để có thể làm lại và bù đắp những sai lầm trong quá khứ. Việc nuông chiều bản thân không đúng cách, không đúng lúc sẽ trở nên vô cùng độc hại và dễ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Đặc biệt, với cánh mày sâu, khi anh sống buông thả và liên tục thỏa hiệp để tìm cách nuông chiều bản thân, thì thứ đón chờ anh trong tương lai chính là những khó khăn vất vả khôn lường, thậm chí anh tự mình hủy hoại toàn bộ tương lai của mình mà không hề hay biết. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng có đôi lần bị sự ích kỷ lấn át. Đó là khi gặp phải những thử thách trong cuộc sống, thay vì cố gắng vượt qua, ta lại đổ lỗi cho hoàn cảnh và tự thương bản thân mình, chỉ biết ngồi lì một chỗ và chờ đợi cơ hội. Ta chỉ làm theo cảm xúc cá nhân và tự thu mình lại, cho rằng còn quá sớm để làm những việc phí thời gian tốn công sức. Chi bằng hãy nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và vui chơi. Biết bao cơ hội ngang qua, biết bao thử thách thú vị, họ gạt bỏ tất cả bên ngoài. Biết bao lần bạn đã nuông chiều bản thân mình, nhưng những tình huống trên nhiều vô số kể. Chúng ta luôn yêu bản thân nhiều đến mức chúng ta quên mất rằng yêu thương không đúng cách góp phần gia tăng sự ỷ lại, và rồi bạn tự làm hư chính mình. Đã đến lúc nghiêm khắc với bản thân hơn, bởi càng nghiêm khắc với bản thân, dần dà sẽ được học hỏi được nhiều điều bổ ích. Sự thành công đến vào những lúc tưởng chừng bạn không thể cố gắng được nữa. Sự nghiêm khắc đôi khi mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Sự khác biệt sẽ được thấy rõ và bạn cảm thấy mình có ích trong cõi đời này. Cảm ơn bạn đã luôn lắng nghe và chia sẻ. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.